xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam các bạn Ở thành nội không lâu Côn đã có nhiều bạn chơi thân Như Công Tằng, Tôn Nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ Côn tuy là nhỏ tuổi nhất Nhưng lại là trung tâm của đám học trò thành nội Sự thông minh sáng dạ và ham hiểu biết của Côn Làm các bạn ngạc nhiên và khâm phục Anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc lại sớt khoa thi hội Mậu Tuất 1898 một số bạn thân khuyên anh ra làm quan vì anh đã 35 tuổi, nhưng anh vẫn không nam núng trí học của mình. Quan thượng thư bộ hình đào tấn thông cảm cảnh nhà của cử nhân Nguyễn Sinh Sắc, nên giới thiệu anh về dạy học trong nhà ông Nguyễn Viết Chuyên, một quan bộ hình. Sau một thời gian học trong lớp thi hương cùng các bạn, con vô thành nội để chăm sóc mẹ trong những ngày chị đau yếu và sắp sinh em bé qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú hà phương mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng sinh côn lại sống bên cạnh mẹ trong những ngày tháng mẹ đau yếu và sắp sinh em. côn nói ngày cha mới về ra bài một lần cho con học con chỉ nhầm một buổi sáng là thuộc lầu hết mẹ. côn lấy một cái gì đó trong túi áo ra khoe mẹ ơi các anh ấy cho con con ve sầu này thích lắm. côn nhấn ngón tay vào bụng con ve tiếng ve ve cất lên. Chị sắc cười nhắc nhở. Nước đái của ve sầu hôi, ngứa lắm con ạ. À. Vào bữa cơm, Côn thấy mẹ ăn ít quá, vẻ lo âu hiện lên trong ánh mắt của Côn. Mẹ ơi, chi rứa con. Mẹ đừng ốm mẹ nhé. Mẹ chỉ mệt trong người thôi vì mẹ sắp sinh em cho các con mà. Mẹ sinh em gái, chứ sinh em trai cứng đầu khó bảo. Sao con lại nói thế? Cha bảo vậy mẹ ạ. Chị sắc nhìn con cười, một nụ cười chứa đựng bên trong nỗi lo âu. Côn đặt bát xuống mâm, cái mâm gỗ nứt đã chóc hết sơn, thủ thị. Mẹ cho con theo học mẹ công tôn nữ Huệ Minh vô xem lễ vạn thọ, sinh nhật vua, mẹ nghe. Chị cử sắc ngạc nhiên, trời đất ơi, con to gan thế, là hạng thứ dân ai để cho con vô nơi sân dòng điện ngọc chứ mẹ huệ minh nói trẻ nít chẳng ai để ý đâu và mẹ còn nhận con là em cho con mượn quần áo hàng hoàng thân mẹ đừng lo nhưng con vô chỗ đó liệu có ích chi dạo con ở quê nhà con đã hứa với bà ngoại là lúc vô kinh đô con sẽ tìm cách nhìn bằng được mặt vua để rồi về kể lại với bà khi con được về thăm bà đến hết thiết triều các hoàng tử đi trước tiếp sau là các chư công rồi tới các hoàng thân tiến vào điện thái hòa các quan văn võ và các tôn tước từ tam phẩm trở lên đứng ở đơn bệ từ tứ phẩm trở xuống đứng tại long trì tất cả các quan đều đứng theo thứ tự phẩm hàm đã khắc trên bảng đá nhỏ gọi là phẩm sơn buổi lễ thiết triều này viên khâm sứ và đám quan binh tây cũng có mặt chỗ hố giữa điện Thái Hòa. Dọc hai bên Long Trì có các đội nhạc. Ngoài ngọ môn, các đơn vị tượng binh kỵ binh được dàn thành đội hình hướng vào sân rồng. Từ trên lầu ngũ phụng của ngọ môn, vội đồng nổi lên chín tiếng. Côn nghe cảm thấy rờn rợn, da nổi gai ốc. Nhưng hai mắt côn dương rộng không nhấp nháy, nhìn vua thành thái ngự trên kiệu rồng từ điện Cần Chánh đi qua Đại Cung Môn vào điện Thái Hòa. Vua còn rất trẻ, mặt hơi trái xoan, mũi thẳng, mắt xếch, lông mày thanh, dài quá mắt, môi đỏ tươi, cầm có rãnh sâu. Vua đội mũ cửu long, tay cầm hốt ngọc, áo gấm, cổ đeo chuỗi ngọc xa xuống trước ngực, chiếc kim thánh, hình bướm, trên đó đúc bốn chữ nổi bằng vàng, Đại Nam Hoàng Đế vua bước lên ngai vàng ngồi hướng mặt về nam nhã nhạc nổi lên các quan làm lễ lạy vua năm lạy một quan đại thần hai tay nâng trước mặt một tờ hạ biểu tức là biểu trúc thọ đầu hơi cúi bước đi lừ đừ mũ cánh chuồn rung ra rung rinh bộ râu ba trò màu cước phủ trắng ngực áo ông quỳ xuống trước ngai vàng dâng lên vua tờ hạ biểu các quan đều phủ phục xuống sân rồng và lại tạ năm lạy nữa quan đại thần hạ biểu xong lui xuống, quan thượng thư bộ lễ tiến lên tâu với vua. Cuộc lễ vạn thọ đã xong. Vua nâng hốt ngọc lên phía trước quần thần và từ từ bước lên xa giá trở về nội cung. Sau buổi xem lễ vạn thọ về, côn bị cảm nóng đầu. Chị cử sắc lo quá. Chị vừa sờ chán con vừa hỏi về hệ trọng có lẽ con đã nhìn mặt vua mà không được vua ưng nên bị của phạt hả con? không phải đâu mẹ. con bị cảm là do con đứng bị gió hát vô giữa mặt. côn thì thầm với mẹ. mẹ ơi. gì thế con? con thấy vua, người nhà vua, các quan trong triều mặt mũi đều bình thường như mọi người, mà sao họ sướng gấp vạn lần? còn dân lại không được lấy một lần là bởi tại đâu hả mẹ? Chị cử sắc tái mặt, bịt tay lên miệng con. Ôi cha, con còn bé mà. Đã bảo ở gần cung vua, phải giữ mồm giữ miệng chứ. Mùa hè năm cuối cùng của thế kỷ 19 Một hôm, côn đang cặm cụi, hon từng đống lá dưới hàng cây, thì một bà hàng xóm chạy ra gọi. Côn ơi, mẹ cháu đau bụng chuyển sinh rồi. Côn hót vội những đống lá vào sọt. Na bên lưng chạy vội về nhà. Cô ném cái sọt lá vào một góc sân chạy vào buồng với mẹ. Chị sắc vừa rên vừa nói. Con có dám đi sang dương nổ gọi cha về ngay không? Con đi gọi bà mụ cho mẹ đã. Mẹ nhờ người đi mời bà mụ rồi. Côn vội khoác cái áo năm thân, vừa đi vừa cài khuy, nắng chiều siêu siêu trên thành nội bóng côn ngả dài trên ngõ vắng ngập lá vàng rơi ngay tối hôm đó anh cử sắc cùng con trai từ dương nổ về thành nội chị sắc đã sinh con trai anh đặt ngay tên cho đứa con út là nguyễn sinh nhuận anh giải thích với vợ đã gần mười năm nay nhà mới sinh thêm một lần nữa vì vậy tôi đặt tên cho con là nhuận nhuận nghĩa là thêm ví như năm nhuận là năm có dôi ra một tháng mình không đặt tên chữ cho con à chị sắc hỏi chồng tự của nó là tất danh nhà nhớ cho con nhé chị sắc nhầm nhớ trong trí nguyễn thị thanh tự bạch liên nguyễn sinh khiêm tự tất đạt nguyễn sinh côn tự tất thành nguyễn sinh nhuận tự tất danh chị sắc muốn được trò chuyện với chồng nhiều nữa nhưng trong người mệt lũi như muốn đứt hơi anh cử sắc quạt mũi đắp chăn vài mỏng cho hai anh em bé khiêm và côn ngủ anh khơi to ngọn đèn giờ bộ sách thuốc ra đọc anh kê từng vị thuốc ra giấy và nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của vợ dấy lên trong lòng anh anh chăn trở mãi đành phải cho vợ biết ngay việc anh sắp phải đi xa nhà vừa ở cữ lại không được khỏe. Tôi thấy khó xử với lệnh trên truyền xuống giữa lúc cảnh nhà quận bức như thế này. Có chuyện chi mà hệ trọng lắm vậy nha? Quan tế tử mới vừa chuyển lệnh của quan thượng thư bộ học chọn cử tôi đi thanh hóa coi thi hương. Chị cử sắc thở dài não nuột. Cổ nhân đã dạy, sứ trời sớm dục đường mây phép công là trọng niềm tây xá nào trinh phụ ngâm nhà cứ yên tâm đi làm việc lớn mà triều đình đã sắp đặt việc nhà xin nhà đừng bận tâm lo nghĩ nhiều mà hao tổn tâm thần nhãn sao phần đèn sách thi cử là công việc tuyển chọn người học vấn chân tài tôi không thể từ chối được hiềm một nỗi nhà lại đang bệnh bệnh sản sau ngày sinh nở là độc lắm. Tôi vắng nhà, việc lo liệu thuốc thang chẳng có ai. Bé khiêm, nó cũng phải sẽ đi với tôi. Bé côn còn trẻ nít, nó xoay sở sao nổi cái công việc mà người lớn cũng còn thấy bất lực kia mà. Nhà cho con đi hầu tráp, tôi yên cái bụng lắm. Mẹ con tôi ở nhà sẽ tự lo liệu mọi việc. Tôi lo cho cha con đi xa, gặp phải lúc nhà không còn tiền vì gần một năm nay tôi đau yếu thai nghén không dệt được là bao tôi đi thì đã có tiền cấp phí của bộ học mà hai vợ chồng anh cử sắc bàn việc nhà trong mấy hôm liền hơn một tháng sau cha con anh cử sắc lên đường đi chấm thi hương ở thanh hóa bệnh hậu sản của chị cử sắc ngày càng nặng thêm Sức khỏe của chị suy sụp rất nhanh từ sau ngày anh vắng nhà. Với cái tuổi lên 10, Côn đã phải nấu cháo, sắc thuốc, chăm sóc bệnh tình của mẹ. Hàng ngày, Côn còn phải bế em sang hàng xóm xin những bà mẹ đang nuôi con thơ cho em được bú nhờ. Các bạn nhỏ trong thành nội cũng thường bế em giúp Côn đi xin sữa và gọi bằng cái tên thân mật em xin. Từ đó mọi người quên hẳn cái tên Nguyễn Sinh Nhuận thấm thoát đã hết năm 1900, năm cuối cùng của thế kỷ 19. Côn sốt ruột hỏi mẹ, tại sao cha và anh Khiêm đi hoài đi mãi chẳng thấy về hả mẹ? Mẹ cũng thấy bồn chồn, cha con biểu đi chừng 4 năm tháng, nay đã gần Tết rồi. Thế liệu cha và anh Khiêm có kịp về Tết Ni không? Chắc là kịp đó nhưng mẹ ngờ là cha con sẽ ghé về quê thăm bà luôn. Ngày Tết mà mẹ chưa khỏi bệnh, cha và anh Khiêm vẫn chưa về, nhà ta mất Tết, con lại chẳng được ngồi canh nồi bánh Tết, không được đốt pháo đón giao thừa nữa. Rồi mẹ sẽ cho con tiền mua bánh pháo dài, con đốt cho bằng thích. Nhưng con thích có bánh tét, bánh trưng hơn. Còn pháo thì để anh Khiêm đốt cho vui nhà trong ngày Tết chứ con không ưa tiếng nổ in tai nhức óc mô. Đêm tháng chạp, gió hú dài trên đường thành. Con đặt tay lên ngực mẹ hỏi. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Mẹ không sao đâu, con ngủ đi, trần trọc mãi vậy. Chị sắc thở dài. Con săn sóc mẹ ốm, lại chăm nom em nữa. E chừng con sụp mất đó mẹ đừng lo con vững lắm còn có các đứa bạn con chúng nó tốt bụng với con lắm ừ con có những đứa bạn rất thảo miếng ăn đối với con cứ như anh chị em trong một nhà vậy con bận mấy thì bận con cũng giúp bạn con cách bồi bìa sách đóng quyền học các bạn con cứ biểu con có hoa tay mẹ ạ phải đó bạn đối xử tốt với mình thì mình càng phải ăn ở tốt với bạn chị sách sợ con làm quá sức dặn từ mai con đừng nấu nướng chi mà sách vịm ra hàng cơm gánh hoặc con đến trại lính mua một suất cơm về ăn và nhá cho em con cần có thì giờ để nghỉ chơi nhởi con ạ à. ngày hai mươi hai tháng chạp năm canh tý tức là mười tháng hai năm một nghìn chín trăm lẻ một kinh thành huế nhuộm màu ảm đạm Nền trời trì, gió hưu hưu thổi. Người đi chợ Tết đông như hội. Dưới sông, thuyền hàng, đò dọc, đò ngang, đi về như mắc cười. Nhiều người đã sắm hoa Tết, vác những cành mai, bưng chậu thủy tiên, vẻ hớn hở. Côn, xách một liễn cơm trong cái gióng mây ba tao, vừa đi vừa theo dõi con chim sâu mới ra ràng, đang nhảy nhót trên hàng cây hoa đại sau cửa đông ba côn định đặt liễn cơm xuống bãi cỏ đuổi bắt con chim con thì bỗng tiếng công tôn nữ huệ minh gọi yếu ớt côn ơi mẹ con chết rồi côn ném luôn liễn cơm xuống cái liễn sành vỡ làm đôi cơm tung tóe trên vạt cỏ úa côn chạy một mạch về nhà miệng la lớn mẹ ôi Một ông từ phía đại nội chạy tới níu lấy Côn và bịt miệng, không cho Côn khóc la. "Náu lặng đi, náu lặng ngay không thì mất đầu đó. Đây là nơi gần với cung vua, gần tòa sở các quan làm việc, không ai được la to, mi đã nghe rõ chưa?" Huệ Minh Kỳ và đám trẻ thành nội cũng chạy theo Côn về nhà. Côn mím chặt môi không cho bật ra tiếng khóc càng chạy nhanh, càng dồn né nỗi đau tắc nghẹn, nước mắt trào giàn rụa, đất trời quay tít. Côn lại hòa lên khóc, khi thấy mẹ mình thõng một cánh tay xuống bên thành giường, một tay vẫn ôm vòng qua cổ bé xin, và bé xin không biết mẹ chết, cứ ngậm vú mẹ nhay nhay. Côn phủ phục xuống bên mẹ gọi, mẹ ơi, mẹ bỏ chúng con sao? Cha chưa kịp về mà. Huệ Minh chạy vào bế bé, bé xin ra khỏi vòng tay thi hài chị cử sắc. Bé xin dãy nảy chuồi chuồi chân khóc thét. Ngoài sân, hàng xóm đổ tới khá đông và có tiếng nhắc nhở. Khóc khẽ thôi, luật lệ cấm mọi tiếng động mạnh đó. Nhiều tiếng tặc lưỡi suýt xoa, tội nghiệp cho bà cử. Cha con ông cử vẫn chưa về. Tội thân anh em bé côn mẹ chết mà chẳng một ai thân thích ở gần giữa lúc năm hết tết đến mà mẹ chết cha vắng nhà ở giữa đất khách quê người này liệu anh em bé côn sống ra sao đây vậy ra là ông bà cử nghệ không có ai là người ruột thịt ở miệt ni sao chẳng có một người nào cả vậy thì chị em xa ta là láng giềng gần mỗi người một tay để đưa bà cử về nơi an nghỉ cuối cùng đi. Vì luật của triều đình, những người chết trong thành nội không được phép làm ma ở đó, phải chuyển áo quan ra bên ngoài để hành lễ. Kinh thành Huế nghiêng nghiêng dưới gầm trời u ám cuối năm. Chiếc quan tài bà cử sắc Hoàng Thị Loan, phủ chiếc chiếu hoa song thọ, trên nắp áo quan đặt đĩa đèn dầu cháy leo lét, vật vờ. Sáu người đàn ông dàn ra hai hàng, khiêng tay chiếc áo quan, đi từ từ ra phía cửa hậu, luồn qua đông thành thủy quan. Nguyễn Sinh Côn đầu đội khấu rơm, mặc áo đại tang chống gậy, chân đất đi sau quan tài mẹ. Huệ Minh bé bé xin đi sóng bước với Côn. Một đoàn bạn nhỏ thành nội, tay cầm hoa huệ, hoa tam vị cảnh đại mặt em nào cũng buồn rượi đi bên côn. Những người hàng xóm đi đưa đám bà cử sắc phải đi phía cửa Đông Ba ra sông Hương, đợi thuyền chở quan tài từ Đông Thành Thủy Quan tới. Chiếc quan tài được đặt vào lòng con đỏ. Côn gục đầu xuống nắp áo quan của mẹ. Ở đầu áo quan, sáp nến chảy dài và tụ lại thành cục, thành hòn dưới chân cây nến dòng khói hương cuồn cuộn. Bé xin vừa mút tay vừa gào mẹ. Côn vừa khóc nấc dồn, toàn thân rung lên. Các bạn nhỏ thành nội súng xít bên cạnh côn. Con đò chở áo quan tách khỏi bến. Những chiếc đò chở người đưa đám nối theo sau. Ngôi mộ bà cử sắc đã được vuôn cao. Mọi người thành kính đặt một nắm đất cuối cùng lên mộ rồi lần lượt ra về người nào cũng ngoảnh lại cám cảnh nhìn hai anh em bé côn bãi Tha Ma Nam Giao hoang vắng bóng chiều ôm tròn ngôi mộ màu đất mới nghi ngút khói hương côn phủ phục xuống lại tạ trước tấm bia gỗ trên đầu ngôi mộ mang hàng chữ đen Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn 1868 tại làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ trần ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày 10 tháng 2 năm 1901 tại kinh đô Huế. Chôn cất mẹ xong, cô lại bế em về với ngôi nhà hoang vắng trong thành nội. Bà con hàng xóm các nhà có con học ông cử sắc đều muốn đón anh em côn về ở với gia đình họ nhưng côn không đến ở nhà ai em còn nhỏ đang lâm bệnh ỉa chảy lại là ngày tết nhà nào cũng có cỗ bàn sang trọng khách khứa đông vui người ta sẽ khó chịu về sự có mặt của hai đứa trẻ mồ côi này những đêm đầu tiên vắng mẹ côn thấy rờn rợn trong đầu bé xin nhớ hơi mẹ hèm sữa gào khóc không dỗ được em nín khổ quá côn cũng khóc luôn với em tiếng en é của con chim cú lợn kêu từ đêm trước lại hiện về trong côn với cảm giác như bị cái cật nứa cứa vào lòng tay vậy côn cất tiếng ru em à ơi bồng bồng bế bế bồng bồng cò con theo mẹ sang sông đắm đỏ. À ơi, đắm đỏ ướt hết thân cò, cò con cò mẹ lò dò sang sông. Cái cảm giác sợ hãi đã bay biến, thì nỗi cô đơn lại bao trùm lấy tâm trí côn, lúc cả kinh thành bay lên trong tiếng pháo giao thừa. Côn phải dỗ em bằng kẹo bánh của các bạn đem đến cho tuy em xin chưa biết nói côn vẫn trò chuyện với em như nó tiếp nhận được mọi điều của anh nói ra em ăn cái bánh ni ngon hơn mọi thứ bánh khác vì đây là lộc của đức hoàng phi thành thái cho anh em mình đó em có biết không mẹ công tôn nữ huệ minh thưa với đức hoàng phi về tình cảnh anh em mình cha mình là cử nhân là giám sinh đang đi chấm thi ngoài tỉnh thanh đó mặc cho anh dỗ dành chiều nựng bé xin vẫn không ăn bánh không đòi bú và cả tiếng khóc cũng đang đuối dần đi côn bế em vào lòng tựa lưng bên bàn thờ mẹ nhìn đau đáu trong đêm đen quạnh quẽ mù mịt nguyễn sinh sắc về tới thành nội bàng hoàng trước cảnh vợ đã từ trần đứa con út đang hấp hối trên tay bé côn ông buông thõng hai tay mắt mở to trống rỗng khi đôi mắt thơ ngây của bé xin như hai dấu chấm đen ánh lên lần cuối cùng rồi lặn vào vĩnh viễn chôn cất đứa con út xong ông cử sắc đưa hai con trai trở về nghệ trên đường về tâm trạng ông chẳng khác nào một danh tướng thất trận ông sẽ nói gì đây nói thế nào đây khi về gặp lại người mẹ vợ cao cả đã hai lần bán ruộng gom tiền cho ông đi thi vào kinh đô học người đã nén tình cảm để con gái đầu lòng đi nuôi chồng ăn học nay trở về vợ và đứa con út đã nằm lại vĩnh viễn bên bờ sông hương suốt dọc đường thiên lý hàng tháng trời ông gặp lại những kỷ niệm của vợ chồng mình cùng đi vào lần trước và hình ảnh người vợ quầy gánh chảy kinh giúp chồng ăn học như dãy núi dài theo bước chân ông về thấu quê nhà được tin cha con ông cử nhân nguyễn sinh sắc đã về bà con họ hàng làng xóm lũ lượt đến chia buồn cụ đồ lưng đã bắt đầu còng xuống ôm chầm lấy hai đứa cháu ngoại mồ côi mẹ nhìn chàng rể về một mình cụ kêu khóc như xé trời thủng đất cô an thấy vắng chị chạy vào buồng ôm mặt nức nở thanh không thấy mẹ về nằm lăn ra đất ngất xỉu bà thuyết và mấy người nữa bế vội cháu thanh vào nhà tiếng khóc trùm lên lũy che làng bàn thờ bà hoàng thị loan kê ở gian giữa của ngôi nhà cũ ông cử sắc kính cẩn đặt lên bàn thờ tấm bài vị của vợ mà ông đem về từ huế mọi người thân lần lượt vào thắp hương và lễ vái phan bội châu và vương thúc quý phúng viếng một đôi câu đối bằng vóc trắng mang dòng chữ hai chục năm đầu gối tay kề nghĩa vợ tình chồng gương sáng mãi mấy bạn hiền bút nghiên khuya sớm sân trình cửa khổng bảng vàng tươi trong dịp này quan đào tấn cũng cho lính hầu từ thành vinh mang lễ lên làng chùa phúng viếng bà vợ ông cử sắc lập xong bàn thờ và làm lễ phát tang vợ cho bên nội bên ngoại xong nguyễn sinh sắc tính việc trở lại kinh đô huế dự thi hội khoa tân sửu 1901, lòng ông đầy chăn trở. Ông vào kinh đô thi hội khoa ất mùi 1895 tốn kém nhiều, mẹ vợ phải bán cả ruộng. Nhưng khoa thi ấy ông không đỗ, ông lại đưa vợ và hai con trai vào Huế, mẹ vợ lại bán ruộng lần nữa mới có đủ tiền cho ông chảy kinh với bao hy vọng chàng rể trở về có ân tứ vinh quy, bỏ cái công nuôi chàng rể đèn sách. Nào ngờ vợ ông từ trần giữa lúc khoa thi sắp mở. Ông lại phải gà chống nuôi con về làng dựa vào mẹ vợ đã trồn lưng mỏi gối. Mẹ vợ lại phải ẵm cháu ngoại thay con gái và bán ruộng lần thứ ba để có đủ tiền thuê xe phu trạm cho chàng rể kịp vào kinh đô ứng thí. Ông sắc lên đường vừa chân ướt chân giáo đã có người đến nhà cụ đồ an thủ thị cụ không có con trai con gái cụ đã qua đời chàng rể thì trẻ chưa qua già chưa đến ắt còn phải tính chuyện bà kế bà thiếp chứ vậy mà cụ không để ruộng làm của lập tự làm ruộng rỗ lại đem bán cho chàng rể đi học đi thi những ba lần khoa thi này ông cử sắc có chiếm được bảng vàng vinh quy bái tổ thì họ nguyễn làng sen được tiếng thơm chứ cụ và họ hoàng làng chùa này được cái chi hả cụ cụ đồ an cười giọng cụ trở nên bồi hồi cha tôi một đời đèn sách bốn lần thi hương cả bốn lần đều chỉ đỗ bốn cái tú tài dân làng gọi là cụ tú đụp kẻ xía tôi cũng được năm ba chữ cha dạy cho lúc lấy chồng thì lại giúp chồng đèn sách Hai lần thi hương, ông nhà tôi cũng chỉ là tú kép. Nay được chàng rể đang có trí, cần công khổ học như cha tôi, như chồng tôi, lẽ nào tôi không hết lòng chứ? Cha tôi thường dạy, ruộng không đẻ ra chữ được, mà chữ sẽ đẻ ra ruộng. Có ruộng cả ao liền để lại cho con, mà con rốt nát thì nó sẽ nướng vào canh bạc là trắng tay thôi tôi bán ruộng cho chàng rể có chữ lẽ nào người có chữ lại ăn ở vô nghĩa bạc tình được cụ đồ an nguyễn thị kép đã sáu tư sáu tuổi sang cụ còn nguyên tóc chưa có mấy sợi bạc nhưng cái chết của người con gái đầu lòng đã làm biến đổi hình hài của cụ nhất là hai con mắt khóc nhiều quá màng kéo lên như làn khói mỏng đêm nào cụ cũng phải ôm chặt lấy cháu côn như đang được ôm con gái thuở còn bé để bà khuây khỏa phần nào côn vòi bà kể chuyện cổ tích hoặc kể lại cho bà nghe việc côn xem sân rồng cung điện ngai vàng đặc biệt là côn được nhìn thấy mặt vua thành thái mà mắt côn không hề có làm sao cả dõi những trang tiếp tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.